Đầu tiên hôm nay là chúng ta có một cái máy biến thế hàng của Nhật. Và con này nó dùng hai nguồn điện 100V và 200V, tức là 110 và 220 chúng ta đều sử dụng được. Ở đây nó có ba cái dây ra và các bạn cứ theo cái sơ đồ mạch này mà chúng ta đấu cái dây nguồn vào là chúng ta sử dụng ha. Dù 220 thì chúng ta xài hai dây này. Ha, 100V thì chúng ta xài hai dây này. Thì thường 100V thì ampere nó sẽ cao hơn 220 vậy thôi. 22 nó nhẹ điện hơn, chúng ta xài gia đình bình thường ha. Với cái con này nó 7.8 kVA 130 A là tối đa, chúng ta sử dụng gia đình vô tư các bạn. Tình trạng rất là mới các bạn nhìn nha, rất là mới, chưa có vệ sinh gì nha các bạn, còn nguyên bụi nè. Cái phần đế nó có cái vết cấn nhẹ nhẹ chỗ này ha. Mà kẽm còn 7 màu luôn. Dây ở trong là dây nhôm, dây nhôm. À, dây nhôm và phía lõi cuộn lõi trong nữa là nó giống như kiểu lõi đồng rồi, nhôm và đồng, một cái sự kết hợp đặc biệt. Và những cái tép dây nhôm này họ cũng quấn cái vòng cách điện cho nó và quét vernix luôn, vernix luôn. Cái trong các bạn thấy cái lõi dây phía trong đó không? Rất là hay ho, cái con này rất là hay ho. Và tại sao gọi nó là máy biến thế hàng? Nó có một cái nguồn biến áp ra cho chúng ta sử dụng điện 200V nè. Chúng ta điện vào 200V và điện ra là 100V 15 A. Tức là các bạn có thể sử dụng được những cái máy cỡ máy cắt bàn công suất nó lên tới 15 A, chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái này. Ok, mua một cái máy hàn mà vừa được hai chức năng, tức là vừa máy hàn mà vừa là cái máy biến áp biến thế để chúng ta sử dụng cho những cái thiết bị điện nội địa 100V của Nhật đó. Ok, 110, ok. Thì ở đây nó có bốn cái lỗ để kết nối. Cái chữ E này là chúng ta cắm cái dây kẹp mát nè. Có cái đường số 1, số 2, số 3. Thì ba cái đường này nó tương thích với lại những cái bản hướng dẫn trên này. Chúng ta tùy thuộc vào chúng ta hàn cái độ dày mỏng khác nhau của cái que hàn từ 1 ly 6 cho tới 3 ly 2 ha, từ 1 ly 6 cho tới 3 ly 2 và nó tương thích với lại cái độ ampere của nó là từ 65 A cho tới 130 A thì theo cái nguồn điện của mình thôi. Ok. Và cái độ dày mỏng mà chúng ta sử dụng nè từ hàn từ 0.8 cho tới 6 ly, tối đa độ dày 6 ly. Hàng được tới cái que 4 ly luôn các bạn thấy không? Từ 2 ly 6 cho tới 4 ly thì chúng ta có thể xài số 3. 2 ly cho tới 3 ly 2 là xài số 2 thôi. Đó, rất là lợi hại nha, cái con này rất lợi hại nha các bạn. Ok. Và hiện tại là mình cái này thì mình đã test qua rồi. Hồi trước mình có những cái bộ dây mà mình bán cho khách đó thì mình cũng cắm thử, mình test, mình hàng thử rồi. Tình trạng là hàng ok. Nhưng mà hiện tại thì cái bộ dây đó đã bán theo những cái máy hàng khác rồi. Dây zin thì không còn. Nhưng mà những cái thiết bị khác thì các bạn có thể mua rời thêm, mình vẫn có thể backup cho các bạn. Tuy nhiên mình chỉ bán cái máy hàng như hiện trạng và bao là sống, xài ok, tốt. Cái này Zalo cho bạn với giá là 2 triệu 200 ngàn. 2 triệu 200 ngàn. Còn bạn nào mà muốn mua thêm dây kẹp mát, kẹp hàng thì có thể trao đổi thêm và lúc đó chúng ta sẽ thống nhất cái giá sau cùng. Okay. Tại sao mình không cộng nguyên cả cái option vào thì cũng giải thích luôn là đôi khi có những người có nhu cầu mỗi người khác nhau các bạn. Tức là có người người ta chỉ dùng gia đình thì ta cần cái dây nó ngắn vừa phải. Có người người ta cần làm công trình, người ta hàn trên cao, ta muốn cái dây nó dài hơn. Thì mình không thể đưa ra một cái dây áp đặt cố định, nó sẽ không phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của riêng mỗi người khác nhau. Chính vì vậy mình sẽ đề xuất là mình chỉ bán cái máy. Còn các bạn nào muốn dây dài bao nhiêu, muốn kẹp hàng chin của Nhật cũng có, hoặc là muốn kẹp hàng hàng nội địa Việt Nam cũng có, tùy theo cái nhu cầu túi tiền của mình mà mình mua cho nó phù hợp thôi ha. Và cốt lõi quan trọng vẫn là cái máy xịn thì chúng ta hàn nó sẽ nhẹ lửa, cái độ ngấu của cái que hàn nó tốt và nó cho phép mình cài ép với cường độ cao được.
và nó sẽ đem người bạn đắc lực, đem lại cái hiệu quả công việc cho chúng ta ngay lập tức. Ok, 2.200.000, cái này nó nặng 20 26 kg nha các bạn. Ha, cái máy này nó nặng 26 kg. Này. Dây nguồn vào ha. Đấy, theo sơ đồ mạch của nó là 200V và 100V. Đây. Một cái món đồ điện đầu tiên. Ok. Thì nhân tiện nên mình cũng giới thiệu chút xíu là cái que hàng của Nhật 2 ly 6 và 3 ly 2. Ở đây mình cũng có bán nha các bạn. Đây. Que của Nhật 2 ly 6. Và độ dài của nó là 350, trọng lượng một hộp này là nó khoảng 5 kg các bạn nha, hộp này khoảng 5 kg. 5 kg. Thương hiệu Nippon Steel. Ok. Giá là 100.000 một ký các bạn. 100.000 một ký. 2 ly 6 và 3 ly 2. Thì 3 ly 2 nó cũng tương tự vậy thôi. Cái que nó bự hơn thì nó sẽ ít cái que hơn. Ok. Có những cái hộp này mình phá ra mình bán lẻ, những cái khách nào có nhu cầu mà sử dụng ít thì chúng ta có thể mua lẻ. Thôi,